đi thẳng thôi. Ừ, nhưng mà đây là đi qua Phú Thọ. Đi Việt Trì. Bác ấy cho hỏi đường này là về Việt Trì hay là về Phú Thọ ạ? Đường này về Việt Trì, Phú Thọ anh? Vâng, đường này về Việt Trì, Phú Thọ. Việt Trì ấy. Đường này thẳng về Việt Trì. Thẳng Việt Trì luôn. Vâng, vâng. Chứ có đường ra đường cao tốc đi đường nào anh? Dạ. Ra cao tốc đi đường nào? Anh sẽ đi thẳng là có lối rẽ. Có lối rẽ và cao tốc. Anh thẳng là có đường, có biển ngay đường ấy. Dạ vâng, vâng. Vâng, vâng, cảm ơn anh. Nữa sẽ phải vào 325.